Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11 2022. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay đó là bản tin nói về tòa bạch ốc chỉ trích ông Trump sau bữa tối ác mộng. Thông tấn xã Reuters đưa tin tòa bạch ốc nói Hoa Kỳ không có chỗ cho thế lực suy đồi khi bình luận về bữa tối của ông Trump với Pontus, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Thư ký báo chí tòa bạch ốc Karen Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 11 khi được hỏi về bữa tối của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Nick Pontus, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Không có chỗ cho những thế lực suy đồi này trong xã hội chúng ta. Khi bạn không lên tiếng phản đối những lời nói độc hại và nguy hiểm như vậy, đó cũng là điều vô cùng nguy hiểm. John Pierce nói rằng bà sẽ không bình luận về nhất cử nhất động của cựu tổng thống, nhưng cảm thấy cần phải lên án việc ông Trump dùng bữa với Pontus bằng những ngôn từ xác đáng. Bà John Pierce còn kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối những phần tử cực đoan theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, không thừa nhận cuộc diệt chủng Đức Quốc xã. Chúng ta nên lên án điều này, cần làm rõ và thể hiện điều đó bằng những ngôn từ quyết liệt. Thư ký tòa bạch ốc nhấn mạnh của Tổng thống Trump cuối tuần qua dùng bữa tối với Pontus và rapper Kanye West tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Cuộc gặp khiến ông hứng chỉ trích từ chính các đảng viên Cộng hòa. Một cố vấn của ông Trump mô tả bữa tối này là ác mộng tồi tệ, có thể làm suy giảm sự ủng hộ của cử tri với cựu tổng thống. Thống đốc Cộng hòa Arkansas Asa Hutchinson có một cuộc gặp của ông Trump là hành động thể hiện trao quyền cho chủ nghĩa cực đoan. Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói rằng ông Trump nên xin lỗi vì đã sai khi ngồi cùng bàn nói chuyện với một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, bài Do Thái và không thừa nhận cuộc diệt chủng Đức Quốc xã. Hoa Kỳ duyệt bắn 323 triệu Mỹ kim hỏa tiễn bom dẫn đường cho Phần Lan. Thông tấn xã CNN cho biết Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo duyệt bắn lô hỏa tiễn không đối không và bom dẫn đường trị giá 323 triệu Mỹ kim cho Phần Lan. Lầu Năm Góc thông báo ngày 28 tháng 11 thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực tác chiến không đối không và không đối đất của Phần Lan, đồng thời tác động tích cực đến quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia khu vực Bắc Âu. Quyết định duyệt bắn 40 hỏa tiễn không đối không M9X và 48 bom dẫn đường AGM-154 trị giá 323 triệu Mỹ kim được Hoa Kỳ đưa ra hơn 6 tháng sau khi Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO cùng Thụy Điển. Lầu Năm Góc cho biết thương vụ hỏa tiễn với Phần Lan sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác đáng tin cậy, một lực lượng quan trọng cho ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng bán số vũ khí nói trên cho Phần Lan. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc ngày 23 tháng 11 trình các thông tin cần thiết lên Quốc hội Hoa Kỳ. Các nghị sĩ Hoa Kỳ vẫn cần ký thông qua thương vụ. Song động thái này được nhận định có thể chỉ mang tính hình thức. M9 Sidewinder là dòng hỏa tiễn không đối không tầm ngắn, được Hoa Kỳ sử dụng từ giữa những năm 1950 tới nay, có tầm bắn 1 đến 35 km. Các biến thể của dòng M9 có thể phóng từ máy bay, chiến hạm, bệ phóng mặt đất, cố định hoặc di động. Biến thể M9X được phát triển từ năm 1996. Quân đội Hoa Kỳ biên chế mẫu M9X đầu tiên vào tháng 11 năm 2003. Bom liền thông minh mang tên vũ khí dự phòng chung AGM-154 là loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm trung được Không quân và Hải quân Hoa Kỳ đặt hàng phát triển từ đầu những năm 1990. Biến thể đầu tiên của AGM-154 được biên chế tháng 12 năm 1998. AGM-154 được thiết kế để tấn công các mục tiêu được bảo vệ từ ngoài phạm vi tác chiến của phòng không đối phương, giúp tăng khả năng sống sót của máy bay. Bom liền AGM-154 có thể đánh trúng mục tiêu cách 130 khi thả ở độ cao lớn, nhưng giảm xuống chỉ còn 22 km nếu máy bay hoạt động ở độ cao nhỏ để lẩn tránh radar đối phương. Tiến sĩ Anthony Fauci cáo buộc Trung Quốc không hợp tác trong cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Hôm 27 tháng 11, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc sắp mãn nhiệm của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia và là cố vấn y tế trưởng Tòa Bạch Ốc, cáo buộc Trung Quốc không hợp tác trong cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.
Phóng viên chương trình Face the Nation của đài CBS hỏi ông Fauci rằng sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chuyển giao các dữ liệu có liên quan đến cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, ông Fauci có nhận được bất kỳ dữ liệu nào hay không? Ông Fauci đáp không. Sau đó, ông Fauci cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hành động trong bí mật, do đó mới làm dấy lên những lo ngại trên khắp thế giới rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã che đậy nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Ông Fauci nói rằng Bắc Kinh cung cấp lời giải thích cho Washington DC về lý do họ không cho phép viên chức điều tra thông tin có liên quan đến đợt bùng phát đại dịch ban đầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng viên chức của Tổ chức Y tế Thế giới thu được một số dữ liệu thực sự hữu ích trong các chuyến thăm tới Trung Quốc. Ông Fauci nói Hoa Kỳ cần Trung Quốc công khai minh bạch và hợp tác để cởi mọi nút thắt sao cho hai bên có thể thảo luận về cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch mà không bị buộc tội. Ông Fauci trở thành mục tiêu của các nhà lập pháp Cộng hòa cũng như những người thuộc phe bảo thủ vì những dự đoán tồi tệ của ông về quỹ đạo của đại dịch COVID-19, về việc ông ủng hộ ban bố lệnh phong tỏa trong thời kỳ đại dịch và các quy định bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thống đốc Cộng hòa Ron DeSantis của Florida từng cáo buộc ông Fauci và các viên chức liên bang khác đang gieo rắc nỗi sợ hãi về virus Vũ Hán. Công ty Boeing đề nghị cung cấp vũ khí có tầm bắn 150 km cho Ukraine. Chính quyền Hoa Kỳ đang cân nhắc đề nghị của tập đoàn Boeing về việc cung cấp loại vũ khí chính xác giá rẻ của Ukraine trong lúc Tây Phương vất vả tìm vũ khí để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Ngày 28 tháng 11, Boeing đề nghị với quân đội của Hoa Kỳ về việc cung cấp loại bom có tầm bắn 150 km cho Ukraine. Theo tài liệu đề nghị của Boeing gửi Bộ Chỉ huy Trung tâm ở châu Âu EUCOM, đơn vị giám sát việc chuyển vũ khí đến Ukraine, bom có thể được gửi sớm nhất là vào mùa xuân 2023. Bom là loại vũ khí dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS, có thể vượt qua một số hệ thống gây nhiễu và hoạt động được mọi điều kiện thời tiết, có thể chống lại các phương tiện bọc thép. Bom do hãng Sharp của Thụy Điển và Boeing Hoa Kỳ hợp tác sản xuất được phát triển từ năm 2019. Bom gồm hai phần chính, trong đó đóng vai trò đầu đạn là loại bom đường kính nhỏ GBU-39 được lắp trong một quả rocket M-26 để phóng từ trên bộ. Hai loại này rất phổ biến trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Các dạng phóng rocket mà Ukraine được Hoa Kỳ cung cấp đều có thể phóng bom GBU-39. Bom này thường được thả từ máy bay và có thể lướt đi hơn 100 km sau khi thả, có thể tấn công mục tiêu có đường kính nhỏ chưa đầy 1 mét. Mỗi quả bom GBU-39 có giá là 40.000 Mỹ Kim. Theo Reuters, Boeing và Ngũ Giác Đài từ chối bình luận về thông tin trên. Tuần trước, phụ tá Bộ trưởng Bộ Lục quân phụ trách mua sắm, hậu cần và công nghệ Douglas Bush nói với Reuters rằng lục quân Hoa Kỳ đang tìm cách đẩy nhanh sản xuất đạn pháo 155 ly bằng việc cho phép các nhà thầu tư nhân chế tạo thay vì chỉ có các cơ sở của chính phủ. Các chuyên gia y tế kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19. Ngày 27 tháng 11, các chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ đã kêu gọi người dân đi tiêm các mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh sắp đến kỳ nghỉ lễ cuối năm. Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, cố vấn của Tổng thống Joe Biden về dịch COVID-19 đồng thời là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết nước Mỹ chắc chắn vẫn đang trong đại dịch COVID-19 vì mỗi ngày nước này ghi nhận khoảng 300 đến 400 người tử vong vì dịch bệnh này, trong khi tỷ lệ tiêm mũi vaccine tăng cường mới nhất chưa đến 15%. Dự kiến ngày 29 tháng 11, tiến sĩ Fauci sẽ công bố báo cáo cuối cùng của ông về dịch COVID-19 trước khi ông từ chức điều hành Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 12 tới, sau 38 năm đảm nhiệm cương vị này. Trong báo cáo này, thì tiến sĩ Fauci được cho là sẽ khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cũng trong chương trình truyền hình trên, điều phối viên ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ Hoa Kỳ, tiến sĩ Ashish Ha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Tiến sĩ Ha nêu rõ mọi người sẽ có thể tiếp tục đi lại tự do trong kỳ nghỉ lễ nếu duy trì khả năng miễn dịch bằng cách tiêm các mũi vaccine cập nhật. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer.info, Hoa Kỳ đến nay ghi nhận hơn 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Đó là phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Tiếp nối, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.